Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và chào mọi người, mình là Bảo. Gần Tết đến nơi rồi thì tự nhiên dịch nó lại có dấu hiệu quay trở lại đó, nên là mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Chúng ta nên uống nước ấm, giữ vệ sinh. Cái lần dịch trước đó, thì mọi người cũng đã có kinh nghiệm nhiều hơn cho việc phòng chống dịch bệnh rồi đúng không? Nên là chúng ta hãy cùng cố gắng. Để có một sức khỏe thật là mạnh khỏe và có một cái Tết yên vui. Mọi người nhớ khỏe mạnh đi. Nhớ like và đăng ký kênh cho Mỹ Chi đi. Như tiêu đề các bạn cũng đã thấy, hôm nay mình sẽ review cuốn Chủ Nghĩa Khắc Kỷ. Cái cuốn sách này mình đã nhắc trong khá là nhiều video sách gần đây, tại vì nó hay và mình cũng nhắc để các bạn biết là mình có review cái cuốn này nè. Nhưng mà trước khi review cái cuốn này thì mình khẳng định với các bạn luôn, mình là một người sống theo lối sống khắc kỷ. Xung quanh mình mọi người không có như vậy, mình chỉ có một mình thôi, thì mình nghĩ là mình hơi lập dị một tí này kia. Sau đó thì một cái bạn rất là dễ thương đã recommend cho mình là review cuốn này, xong mình mua về mình đọc và mình thấy rồi mình đây rồi, chính mình đây. Lúc nào mình nghĩ là nhiều khi nó sẽ có những cái sự trùng hợp giao thoa ở đâu đó, ví dụ như mình chỉ trùng hợp ở một hai điều thôi, còn những cái kia nó khác nhau. Mà cái cuốn này là nó là một cái cộng đồng người, nó sẽ kiểu theo số đông, nhưng mà xung quanh mình lại không có thấy cái số đông đó ở đâu hết. Nên là mình nghĩ là mình là phần thiểu số. Nhưng mà lúc mà đọc cái cuốn này nè thì mình mới thấy mình chính là cái con người đại diện cho cái lối sống khắc kỷ này. Nếu như mà các bạn có một cái vấn đề gì đó, hoặc các bạn muốn hỏi cái gì đó về cách giải quyết một cái vấn đề nào đó mà các bạn có thể chấp nhận được cái sự thật phũ phàng, mình sẽ không có an ủi, không nói những điều tốt đẹp đâu, mà các bạn cần những lời khuyên chân thành nhất á, thì các bạn cứ bình luận như đây hoặc inbox riêng cho mình ở trên Facebook cũng được, thì mình sẽ trả lời cho các bạn nếu như các bạn quan tâm đến cái chủ đề này, tới cái lối sống này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần review của mình. Mình cũng không biết đọc tên tác giả này là như thế nào, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình đọc sách của tác giả này, cũng là lần đầu tiên biết đến cái lối sống này, có nghĩa là mình đã sống theo cái kiểu này mà cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới biết cái tên gọi chính xác của nó là Chủ Nghĩa Khắc Kỷ. Mình sẽ để cái tên của tác giả ở đây nha. Thì mình sẽ sơ lược về tác giả cho các bạn xem. Ông là một giáo sư triết học tại trường đại học Rice State. Ông là tác giả của nhiều đoạn sách bán chạy, trong đó có Chủ Nghĩa Khắc Kỷ, Phong Cách Sống Bản Lĩnh và Bình Thản. Ông cũng có nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí như là Huffington Post. Cái cuốn sách này là được dịch lại bởi nhóm tâm lý học tội phạm và được xuất bản vào năm 2020, là vào năm ngoái thôi. Ồ, tới nó cuốn này cũng mới nè. Mình không biết, nhưng mà cái chủ nghĩa này là đã có từ lâu đời rồi nha. Xin lỗi các bạn nếu như mà mình không thể nào mà tìm hiểu kỹ về cái lối sống này, như là về nguồn gốc xuất xứ này kia, để mà mình có thể giới thiệu tới các bạn. Tại vì các bạn, mình nghĩ là các bạn cũng không có cần biết nguồn gốc xuất xứ của nó đâu. Khi mà các bạn đã quan tâm cái chủ nghĩa này thì mình cần quan tâm đó là mình làm như thế nào, thể hiện như thế nào, cách giải quyết những cái vấn đề khi mà theo cái lối sống đó như thế nào, đúng không? Nên là mình sẽ giới thiệu sơ về cuốn sách và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau. Mọi người nhớ lấy cà phê, trà sữa, trà ô long, trà cái gì đó. Nhưng mà mình nghĩ là trong thời gian này chúng ta nên uống trà đào cẩm xả nhiều gừng, trà nóng, uống nước nóng để có thể tăng sức đề kháng và khỏe mạnh hơn. Ở cuối cuốn sách ấy, nó sẽ có một cái đoạn trích ngắn ngắn. Nếu được hiểu thấu đáo, chủ nghĩa khắc kỷ sẽ là một phương thuốc trị bệnh. Căn bệnh đó là sự lo lắng, giận dữ, sợ hãi và các cảm xúc tiêu cực khác vốn đang lan nhiễm trong loài người, ngăn cản chúng ta tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Bằng cách thực hành các kỹ thuật của chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta có thể chữa khỏi được căn bệnh này và có được sự bình thản trong tâm hồn. Nó sẽ có một cái câu hỏi là: bạn định đợi đến bao giờ mới mong cầu điều tốt nhất cho bản thân? Nghe cái câu hỏi này chúng ta nghĩ là nó hơi ích kỷ, hơi thực dụng, hơi nghĩ cho mình. Nhưng mà đối với mình thì mình phải sống cho bản thân mình trước, mình phải nghĩ cho mình trước, lo cho mình được thì mình mới có thời gian mà lo lắng suy nghĩ cho mọi người, đúng không? Tuy triết lý sống này đã tồn tại từ ngàn xưa, nhưng ngày nay nó xứng đáng nhận được sự chú ý của bất kỳ cá nhân nào mong muốn có một cuộc sống vừa ý nghĩa và vừa trọn vẹn. Nó hoàn toàn thiết thực và phù hợp đối với cuộc sống hiện đại, giúp chúng ta ứng phó hiệu quả với mọi sự trên đường đời và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui ở đâu? Làm sao để có thêm sức mạnh? Chúng ta nên đối mặt với nỗi sợ của mình như thế nào?
với những hành vi xúc phạm của người khác hay với cái chết của những người thân yêu và còn những suy nghĩ tiêu cực luôn quẩn quanh trong tâm trí của chúng ta. Trong khi các trường học ngày nay không giải đáp những câu hỏi trên thì các ngôi trường triết học thời cổ đại luôn tập trung vào những chủ đề này. Họ dạy chúng ta cách sống mặc dù ngôi trường này hiện không còn tồn tại nữa, nhưng con người thời nào cũng đều cần đến một triết lý sống. Bởi lẽ nếu không có nó, bạn sẽ có nguy cơ sống lầm lạc bất kể bạn đã làm gì, bất kể mọi niềm vui thú mà bạn đã thụ hưởng lúc sinh thời. Đến cuối đời, bạn sẽ nhìn lại và nhận ra mình đã uổng phí một cơ hội sống thay vì dành cuộc đời mình để theo đuổi điều gì đó thực sự đáng giá. Bạn đã phung phí nó khi mặc cho bản thân bị sao lãng trước vô số thứ phù phiếm mà cuộc đời mang đến. Khi mà nhắc đến những cái lý luận triết học đó, các bạn sẽ nghĩ là trời ơi, cái cuốn này thật sự là một cuốn sách khô khan, khó đọc. Quy luật cung cầu, rồi quy luật chất với lượng, cái gì tương ứng chất lượng gì đấy. Nhưng mà không nha, trong cuốn sách này á, nó sẽ chia làm nhiều phần. Và đặc biệt là cái phần mà giải thích về chủ nghĩa khắc kỷ á, nó giải thích vô cùng là đơn giản, dễ hiểu và ngắn gọn. Không, mình cũng không nhớ là có ngắn gọn hay không. Tại vì cái cuốn này là được cái nhóm này dịch lại mà, thì bên cái dịch đó mình đã nghĩ là mọi người cũng đã rất cố gắng rồi. Tại vì lúc mình đọc mình hiểu được, mà ví dụ cũng vô cùng là thực tế luôn. Ở đây chúng ta sẽ có lời cảm ơn giới thiệu rồi này kia. Ở đoạn sách này được chia là 4 phần. Phần đầu tiên sẽ nói về sự hình thành của chủ nghĩa khắc kỷ. Thì cái phần này lúc mà mình đọc sách đó, xin lỗi các bạn, mình đã lướt qua rồi. Mình chỉ đọc sơ thôi. Tại vì mình nghĩ là lúc mà mình thực hành cái lối sống này, và chính mình là người đã thực hành cái lối sống này, mình cũng đâu có quan tâm là nó hình thành như thế nào đâu. Mình biết là mọi thứ mà mình biết là sự nguồn gốc hình thành của nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà mình sẽ dành cái chương là sự này vào một ngày sau đó, sau khi cái video này đã hoàn thành. Phần 2 là các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ. Lần này mình đọc rất là kỹ nha các bạn. Phần 3 là lời khuyên của các nhà khắc kỷ. Và phần 4 là chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hiện đại. Phần 2, các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ. Thì chúng ta sẽ có 8 kỹ thuật. Ở đó 1, 2, 3, 4, 5 5 kỹ thuật tâm lý, bao gồm tưởng tượng tiêu cực, sự lưỡng phân của quyền kiểm soát, thuyết vận mệnh, tự tiết chế bản thân và suy ngẫm. Trong này nó sẽ có những cái nhỏ nhỏ hơn. Phần 3, lời khuyên của các nhà khắc kỷ thì sẽ là bổn phận, quan hệ xã hội, sự xúc phạm, sự đau buồn, cơn giận, những giá trị cá nhân, tuổi già, chết và trở thành người khắc kỷ. Kể sơ sơ cho các bạn là mình thực hành cái lối sống khắc kỷ này như thế nào nha. Thế này mình dạy xong rồi mình coi lại Zalo các bạn. Mình lập cái Zalo của mình từ cái thời mà mình còn trẻ trâu á, từ hồi mình còn học toán lý hóa sinh trừ địa thì là tầm 14, 15 tuổi, lúc chỉ lớp 10, lớp 11 gì đấy. Mình lột lại, mình coi từng chữ luôn, mình coi tới cái bài đầu tiên mình post lên luôn á. Rất là nhiều bài mình đăng lên nào là không ngủ được, 1 giờ 25 không ngủ được, 3 giờ sáng không ngủ được, 8 giờ tối không ngủ được. Hoặc là mình nói về cái vấn đề ăn nhiều của mình, hoặc là mình kể chuyện, hoặc là mình bức xúc những cái vấn đề khá là kiểu, những cái vấn đề hơi nóng và được bàn luận nhiều á, mình lại đem đi Zalo mình bức xúc. Thì mình sẽ không có chụp cho các bạn xem ra, tại vì mình trẻ trâu lắm, và bây giờ mình đã không có như vậy nữa rồi. Nhận ra là mình đã từng có một thời mất ngủ nghe. Mà nếu như bây giờ nói mọi người sẽ không tin được đâu. Tại vì mình là một con sâu ngủ. Không phải là lúc nào mình cũng buồn ngủ, mà là mình có thể ngủ khi nào mình muốn. Ví dụ như mình đi làm buổi tối về á, thì mình cho phép mình được nghỉ giải lao 30 phút. Trong thời gian đó mình có thể đọc sách, lướt điện thoại, lướt Facebook, ăn uống thêm, ăn đêm, ăn ngày, ăn gì đó. Và mình đi ngủ, có nghĩa là khi mình đặt lưng xuống là mình sẽ ngủ. Hoặc là trong cái khoảng thời gian mà mình đang làm mà mình cảm thấy nó hơi mệt á, thì mình cần nghỉ ngơi, mình sẽ vô cái chỗ nghỉ của mình. Rồi 1, 2, 3 là mình ngủ thôi. Em mình đã từng nói là nếu như mình có cái danh hiệu nào mà dễ ngủ nhất trên thế giới ấy, thì nó sẽ dành cho mình. Cái tình trạng mà dễ ngủ của mình á, mọi người nói là do mình vô tư, do mình mới 20 mấy tuổi, mình chưa lo sự đời, mình chưa trải đời nhiều này kia, nên là mình không có gì để lo, mình đi ngủ rất là dễ. Con của mình ai cũng mất ngủ ấy các bạn, ai cũng mất ngủ hết. Mình không hiểu tại sao luôn á. Có nhiều hôm mà một ngày mình uống tới tận 3 ly cà phê nhưng tối mình vẫn ngủ rất bình thường, chỉ cần mình muốn là được. Tình trạng mà dễ ngủ của mình á, mình không biết là tốt hay xấu, nó diễn ra tầm 2 năm trở về đây. Còn trước đó thì mình rất là khó ngủ, mình lăn qua lăn lại mình này kia. Đó là lý do đơn giản nhất để mình có thể dễ ngủ như vậy nếu như các bạn cần, là do mình không có suy nghĩ quá nhiều. Không phải là mình vô tư lự này kia, mà là
sắp xếp cái giờ nào ra cái giờ đó, có nghĩa là cái giờ ngủ của mình thì mình giữ cho đầu óc của mình thực sự là thanh thản để mình ngủ thôi. Và cái lúc mà mình tỉnh đó thì mình tập trung toàn bộ 100% năng lượng để mình làm những cái việc mình muốn làm, chứ mình không có vẩn vơ. Ví dụ đi, mình bị bồ đá xong rồi cái tối đó mình thức mình nói bồ đá giờ làm sao. Cái lúc mà mình dành cả cái thời gian quý giá để ngủ, để cải thiện sức khỏe, để nội tạng của mình nó được thải độc ra, thì cái thằng người yêu mà nó đá mình á, nó lại đem phè phở với con khác hoặc là với bạn của nó, hoặc nó làm cái gì đó và nó cười vào mặt mình. Không là mình ví dụ thôi. Như vậy đó thì nó không có xứng đáng, các bạn hiểu không? Có nghĩa là mình phải tự trân trọng bản thân của mình trước, mình phải tự cảm thấy là cái thời gian của mình nó quý giá, mình phải sắp xếp cho nó hợp lý. Mình trân trọng mình trước thì người ta mới trân trọng mình được. Trong này nó có cái thuật ngữ này, còn mình thì mình chỉ nói miệng thôi chứ mình không có thuật ngữ ở đây nơi. Sự lượng phân của quyền kiểm soát. Có nghĩa là các bạn phải xác định được là với một cái sự vật, sự việc, một cái tình huống nào đó xảy ra thì các bạn có thể ảnh hưởng tới nó bao nhiêu phần trăm. Ví dụ thì cái vấn đề mà giảm cân á, nó sẽ do chế độ tập luyện, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đồ này kia, thì có phải là 100% là do mình không? Mình cũng có thể ngụy biện rằng do mình đi làm quá nhiều, mình làm quá mệt, mình không có thời gian giảm cân, mình cần phải ăn để nạp năng lượng. Nhưng mà mọi thứ khi mà đồ ăn hoặc là chế độ tập luyện và nghỉ ngơi là do sự sắp xếp của chính mình. Và đâu có ai ép mình là u há miệng ra đi nhét đồ ăn vô đâu. Đó là do mình tự ăn từ này từ kia. Thì có những vấn đề mà mình chỉ có thể tác động được một phần nào đó, như là một nửa chẳng hạn. Như mình muốn xây dựng một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với một bạn nam nào đó. Quan hệ tình cảm nó đặc biệt là nam nữ, thì mối quan hệ nào như vậy đều phải tới từ hai phía. Nhưng mà bản thân mình chỉ có thể tự cố gắng mình để mình vun đắp cái mối quan hệ đó ngày càng tốt hơn, mình để ý hơn, mình chăm chút hơn, mình nêm gia vị cho cái mối quan hệ đó chẳng hạn. Hồi xưa có cái bài Sức tình yêu của Phạm Quỳnh Anh á, mỗi ly chăm sóc, mỗi mình uống bên nhau, thật chung là nó sẽ có được rồi chứ. Nhớ đó, đó. Nhưng mà bạn nam bên kia kiểu thờ ơ ấy, bạn ấy không thích mình, không quan tâm tới mình, không muốn cùng mình nấu nướng, không muốn cùng mình nấu cái nồi súp đó lên, thì cũng chịu thôi, tại vì cái gì cũng vậy, đơn phương thì nó làm gì có kết quả, đúng không? Nó là một cái gì đó từ một phía thôi và nó không phải là kết quả mình mong muốn. Thì cái này mình đã cố gắng hết sức, cố gắng cái phần mình rồi, còn phần của bạn nam là của bạn nam, nó là một cái vấn đề khách quan bên kia kìa, mình không can thiệp được. Nên là mình cũng chỉ lo phần của mình thôi và mình đi ngủ. Mình không có quan tâm là bạn nam kia như thế nào, tại vì mình đã cố gắng rồi. Và có những cái vấn đề mà thật sự là mình không thể nào mà quản lý được luôn á. Những cái vấn đề mà nó xảy ra, nó bắt buộc phải xảy ra như vậy, và chúng ta ngoài lo lắng là chúng ta không biết làm gì. Ví dụ xem dự báo thời tiết đi, là chiều hôm đó trời có mưa, thì nếu như là mình á, thì một á là mình sẽ mang theo ô, theo dù để mình che cho mình. Còn nếu như mình thích tắm mưa như là thời trẻ trâu vậy đó, người ta hay nói là thanh xuân như một cơn mưa rào, mà nếu được quay lại thì vẫn muốn ướt đẫm chân cơn mưa rào ấy một lần nữa. Nó là như vậy. Thì mình cũng chơi cái mặt mình đi về thôi, tại vì mình không thích che dù chả mưa gì hết, mình chỉ thích đi không vậy thôi. Mưa thì kệ, mưa thì tắm, đơn giản. Nhưng mà mình thấy có một số bạn dự báo thời tiết sẽ mưa, trời sắp mưa, hoặc các bạn không xem dự báo thời tiết nhưng mà trời âm u thì cũng là sắp mưa. Sao các bạn ngồi các bạn lo lắng trời mưa rồi thì phải làm sao, trời mưa rồi thì như thế nào, ủa lát về trời mưa rồi sao, mà lỡ nắng thì sao, lỡ nắng thì không gọi, mà lỡ trời mưa thì như thế nào. Nó kiểu nó cứ quẩn quanh kiểu gì á các bạn. Thì thôi, thì mang tiền thì đi mua áo mưa, không mang tiền thì đi mượn dù, mà không thì đi mưa về vậy thôi. Cái khoảng thời gian lo lắng đó mình nên để làm việc khác đi đó. Rồi tối về mình lại ngồi mình suy nghĩ, trời ơi, hồi chiều á mình đã biết trời mưa rồi, mình không mang áo mưa, trời tiếc quá, về bệnh cảm. Cái đó là do mình nha. Cái mà mình không tác động được đó là trời nó sẽ mưa, mình biết rồi và mình phải có phương án dự phòng cho nó. Mình phải có ABCDZ ở đây nè để mình dự phòng và mình làm sao mình cảm thấy hợp lý thôi. Có một số người xung quanh mình nó cứ ban ngày thì làm gì á, ban đêm bắt đầu ngồi thức suy nghĩ, các bạn thức suy nghĩ có giải quyết được vấn đề gì đâu, có nhiều vấn đề thật sự là không giải quyết được. Thì đó, thì mình là một người khắc kỷ điển hình đây. Nếu như các bạn sống theo cái lối sống này và có gì đó cần tâm sự thì cứ inbox trực tiếp vô Facebook cho mình nha. Một câu nói mà dạo này nó hay nổi tiếng trên Facebook đó là mọi người chỉ yêu thương nhau khi mà chúng ta mất đi. Là một con trâu á các bạn, mình là kim ngưu, mình sống khá thực dụng, rồi cộng thêm mình tuổi dần, mình hơi cứng rắn một tí, cái đó là thiên về chiêm tinh học tí, rồi cộng thêm mình lại tự giác chọn theo lối sống khắc kỷ nữa, nên là mình hơi cô lập bản thân mình một tí. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, họ có những cái điểm nổi bật riêng,
họ có tính cách riêng, họ có ưu khuyết điểm riêng, nên là nếu mình muốn hòa hợp với họ thì mình phải tự thay đổi bản thân mình hoặc là gì đó, mình phải chấp nhận được cái tính cách đó, mình phải nhìn ra được những cái mà tốt đẹp của họ thì mình mới sống được. Còn nếu mình cứ nhăm nhăm vào những cái mà xấu, những cái khuyết điểm thì nó khó lắm, nó khổ bản thân mình đó. Chứ người bên kia người ta thấy mình nhìn thôi, người ta đâu quan trọng đâu, đâu có ảnh hưởng gì tới họ đâu. Mình xảy ra một cái mâu thuẫn hay một cái vấn đề gì đó với một ai đó, đặc biệt là người thân, cái này là nói thật, mình sẽ hay suy nghĩ là nếu như ngày mai mà họ có vấn đề gì đó, họ mất đi rồi thì mình phải làm gì. Lúc đó thì có còn ai để tranh cãi với mình nữa không, mình tranh cãi thì nó được cái tác dụng gì không. Xảy ra cái cuộc cãi vã đó là thật sự mình có ý tốt, mình muốn mọi người tốt hơn, nhưng mà mọi người lại không có ý muốn nhận cái lòng tốt của mình. Họ cảm thấy là họ khá ổn, cuộc sống như vậy là ổn và không muốn mình chen chân vô thì mình sẽ không chen chân nữa. Tại vì mình quý trọng đó là khi họ còn sống trên đời, mình còn có thể đối xử tốt với nhau. Nếu họ không nhận lòng tốt của mình cũng có thể tốt bằng cách khác, là một cái gì đó mà họ cảm thấy không khó chịu. Mình mong mọi người cũng như vậy, hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Và chủ nghĩa khắc kỷ cũng đã nói là chúng ta hãy nghĩ là nếu như ngày mai mà họ không còn trên đời nữa thì sẽ như thế nào. Tới lúc đó thì cho dù chúng ta có muốn cho họ ăn, muốn cãi nhau với họ, muốn làm gì đi chăng nữa thì không còn cơ hội nữa. Nên là chúng ta hãy nhớ trân trọng nhau nha mọi người. Nói chung là những cái trong này mình đọc khá là hay, và tại vì chính mình thực hành cái lối sống này nên là mình đọc nó cũng khá nhanh. Bây giờ các bạn sống nó không có như vậy, bạn có một cái lối sống riêng. Nói chung là mỗi người sẽ đều có một cái triết lý sống riêng ấy. Thì các bạn đọc ở đây nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy nó hơi mâu thuẫn, hơi rắc rối, hơi đau đầu. Tại sao mọi người có thể sống lạc quan như vậy này kia. Và có một cái lầm tưởng nữa, đó là sau chủ nghĩa khắc kỷ thì chúng ta sẽ bị bệnh vô tâm với mọi người. Nhưng mà thực tế là mình chỉ quan tâm những cái mà mình muốn quan tâm thôi. Những cái mà mình muốn quan tâm, ví dụ như mình đang thích cái anh kia kìa, mình nói về các bạn á, ba đời nhà anh đó làm gì mình còn biết nữa. Nhưng mà có những chuyện mình không quan tâm thì có nói hàng ngày mình cũng không để vào đầu. Tại vì cái đầu mình phải để làm những việc khác. Ví dụ như mình phải cố gắng đọc sách, tìm nội dung hay để quay video cho các bạn xem chẳng hạn. Chứ mình cứ suốt ngày mà quan tâm những cái nhỏ nhặt thì thời gian đâu mà có video cho các bạn xem, đúng không? Mặc dù lượt xem view của mình vẫn hơi ít, nhưng mà mình cảm thấy rất vui bởi vì các bạn đã ủng hộ mình. Có một câu ngắn gọn mình muốn nói thôi, đó là người ta chỉ được phép làm tổn thương mình khi mình cho phép. Mình tự đặt ra cái giới hạn của mình. Mình là đây nè, mình là bảo đây nè. Đó là chỉ có những người này được phép làm tổn thương mình. Còn những người khác họ nói gì mình cũng không quan trọng đâu. Thật sự là không quan trọng, thì người ta đi lời nói gió bay. Nói thì nó cũng trên miệng người ta nói ra thôi, chứ mình không nghe thì nó đối với mình cũng đâu ảnh hưởng gì tới mình, đúng không? Cái nữa nhiều á, có mỗi lần một cái nữa, không biết là bao nhiêu cái nữa rồi. Thì một chủ đề này nữa, đó là người khắc kỷ người ta sẽ hay hạ thấp bản thân mình xuống dưới một tí. Không phải là do họ tự ti hay gì, cũng không phải là mình nói là mình tự ti hay là mình tự tin ra này kia, nhưng mà có nhiều cái vấn đề mình có thể giải quyết được bằng một cách rất là nhẹ nhàng. Ví dụ mình học đại học ra, mình tốt nghiệp cử nhân luật bằng khá nha các bạn, mình tệ hại gì đâu, mình cũng không nợ môn đúng môn gì hết. Có một lần mình bận quá, mình bỏ thi xong rồi mình thi lại, nhưng nói chung mình cũng ra trường bằng khá đó. Thì mọi người là ủa đi học rồi cho ai tiền ăn học 4 năm bao nhiêu tiền như vậy mà bây giờ cũng về rửa chén. Thì ngay từ đầu rửa chén đi, đỡ tốn tiền, để tiền đó để mà lấy chồng đồ này kia, rồi để tiền đó làm này kia, chứ ba mẹ cho ăn cho học đi về rửa chén ai mà nhìn. Mình làm cái gì các bạn? Mình cười, sau đó mình nói là dạ bây giờ con đi rửa chén rồi. Xong mấy bác lại bảo là trời ơi giỡn đúng không, đi học cho cố rồi về rửa chén. Kêu dạ không có rửa chén đâu, mọi người thích thì có thể ra ngoài đó thấy, chứ bây giờ con ở nhà rửa chén rồi. Tại vì như con thì đâu có ai tuyển đâu, mà con cũng thích rửa chén đó. Một lần, hai lần, tới lần thứ ba là sẽ không ai hỏi mình là đi học ra lấy chồng chưa, đang làm gì, vô cơ quan nào hay gì hết. Tại vì cơ bản là chính bản thân mình muốn ở đây rửa chén. Và mọi người khi thấy cái sự lầy của mình, mọi người sẽ không hỏi nữa và cũng không ảnh hưởng tâm trạng của mình nữa. Thì đó là một cách mà mình gửi cho các bạn đi. Đây mình tìm được hay kiến cái gì nhỏ nhỏ về cái cuốn sách này trên những cái diễn đàn nha. Và mình xin phép là sẽ không có đọc tên của các bạn, mình chỉ xin phép đọc ý kiến thôi. Sách hướng người đọc đến trạng thái bình thản, không dao động trước mọi vấn đề của cuộc sống, tránh những cảm xúc tiêu cực. Nó chỉ ra con người hài hòa giữa khoái lạc và khổ hạnh, đại khái như có thì hưởng, không có cũng không truy cầu. Chỉ cần làm sao để bản thân cảm thấy luôn vui vẻ và bình thản. Nó có vẻ giống như là điều mong ước của tất cả mọi người, nhưng theo mình không có áp lực làm sao có được kim cương. Những mục tiêu nội tại của ta không đủ thúc đẩy ta phát triển, mà phải trải qua khó khăn cay đắng mới làm ta đủ trưởng thành hơn. Đâu có con đường nào mà dễ đi đâu. Còn cái hay của sách theo mình là những biện pháp tâm lý được đề cập để ta giảm bớt phần nào cảm xúc tiêu cực. Trong khi mục tiêu của quyển sách là đưa cho ta một triết lý sống, trở thành một nhà khắc kỷ, điều đó theo mình là không cần thiết. Đối với mình nha, bản thân mình á, mình hài lòng với những gì mình đang hiện có. Có nghĩa là hài lòng với ba bữa cơm của mình.
mình không quá yêu cầu là nó phải có đầy đủ thịt cá trứng sữa canh mặn xào gì hết, mình chỉ cần có ăn và mình chỉ cần cơ thể mình lúc đói mình có cái ăn là được, thì đó là cái mình hài lòng. Nhưng không phải như vậy, để mà mình không cố gắng làm việc, mình không làm ra của cải dành dụm để dành cho con mình và cho cuộc sống của mình sau này. Ai cũng có những cái ước muốn, những cái khát khao, tham vọng cao hơn. Và đặc biệt là mình muốn con cái của mình sau này phải được thử nhiều món trên đời, ăn nhiều món ngon này kia. Không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Ví dụ như ngày mai có biến cố, thiên tai, lũ lụt như là Nhật Bản á các bạn. Một năm bao nhiêu là thiên tai như vậy. Như mình một bữa ăn, ăn gì cũng được. Mình không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần ăn đồ ăn sạch sẽ và mình ăn vừa đủ là được rồi. Nhưng mà mình vẫn có mưu cầu làm ra tiền dành dụm để có thể phát triển nhiều hơn, để dành cho con mình sau này có tương lai tốt đẹp nhất và gia đình của mình tới một cái độ tuổi nhất định. Mẹ mình nghỉ hưu rồi, mình cũng muốn là mẹ mình được những cái ưu đãi, những cái thưởng thức, những cái món ngon mà khi tuổi trẻ chúng ta chưa có điều kiện để thử. Chứ không phải là thôi đủ ăn là được rồi, thôi mình đi chơi đi, mình làm bao nhiêu mình xài hết bấy nhiêu đi, mình cứ ăn hết đi, đừng nghĩ ngày mai nó là gì. Tại vì cảm ơn trời bây giờ mình đã có đồ ăn rồi rồi này kia. Không có nghe bạn, mình vẫn biết ơn những cái mà hiện tại mình đang có. Như là mình đang có ba con mèo ta, mình có sách vở, mình có gia đình, có bạn bè, có người quan tâm chia sẻ. Và biết ơn tất cả mọi thứ, và mình phải cố gắng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày để mình có thể có được nhiều thứ hơn nữa, những thứ mà mình nghĩ là mình có thể đạt được. Chỉ cần mình cố gắng mình sẽ làm được, để mình có thể dành dụm nó, để dành đó, thành quả đó cho con cái mình sau này và gia đình của mình nữa. Và một cái ý kiến trái chiều tiếp theo đó là, nếu mình không lầm thì lý tưởng sống duy nhất của các nhà khắc kỷ là giữ cho trạng thái tinh thần luôn bình thản, bình an, gần như cách biệt với thế giới. Và những trách nhiệm mà họ phải làm đối với cộng đồng hay cố gắng yêu thương mọi người thì họ chỉ miễn cưỡng làm nó với mục đích nghe lời Thiên Chúa. Điều này với mình khá thụ động và khiên cưỡng. Nhìn chung đây giống như một cuốn sách self-help dễ hiểu, dễ đọc và cũng khá hữu ích. Nhưng đối với mình thì triết lý trong đó chưa thực sự. Trách nhiệm mà họ phải làm đối với cộng đồng cũng yêu thương mọi người chỉ là miễn cưỡng không nha bạn. Khi mà mình đọc xong cuốn này rồi á, mình xác định được mình chính là người sống theo lối sống khắc kỷ thì mình không có trách nhiệm phải yêu thương tất cả mọi người. Và như bản thân mình cũng không muốn tất cả mọi người đều phải yêu thương mình. Mình không phải là hàng rẻ tiền để mà mong muốn ai cũng thích mình hết. Đó là sự thật. Mình chỉ yêu thương những người mình thật sự yêu thương và mình cho phép họ đi vào trái tim của mình thôi. Còn những người khác mình giữ cái thái độ không căm thù, không ghét bỏ, đó không gì hết. Mình giữ cho một trái tim của mình trong sạch để mình làm việc khác. Thời gian đi ghét bỏ mọi người á, mình sẽ đi làm việc khác và mình dành thời gian đó cho những người mình yêu thương. Chứ không phải là bắt buộc phải yêu thương tất cả mọi người đâu. Không biết là bạn đã đọc lộn ở đâu đó hoặc là cái phần dịch giả để lúc dịch nhưng mà chưa có diễn tả được làm cho bạn hiểu nhầm hay gì đó, thì không phải nha. Mình yêu thương, mình cố gắng mình yêu thương mọi người, mình dành tình yêu thương cho mọi người thôi. Và mình không phải cố gắng để cho tất cả mọi người đều yêu thương mình đâu. Cái đó thực sự là sai lầm luôn á, không có đâu. Và cảm ơn hai cái câu trả lời rất là hay của các bạn luôn á. Mình cũng biết là video này nó sẽ hơi lan man một tí, tại vì cái gì liên quan tới mình cũng muốn nói nhiều. Con người ai cũng có cái muốn được thể hiện bản thân của mình nhiều hơn trước mặt mọi người. Mà trong khi ở đây có một mình độc thoại nội tâm nữa thì mình nói nhiều, các bạn cũng thông cảm cho mình nghe. Và ý kiến cá nhân của mình thì đây là một cuốn sách hay, đáng đọc. Và nếu như các bạn đang luẩn quẩn hay gì đó, các bạn đang gặp những cái vấn đề cần được giải quyết, cần được tư vấn, nhưng bạn chưa tìm được người nào đó tin tưởng có thể giải quyết cho các bạn, tư vấn cho các bạn, thì các bạn nên mua cuốn sách này đọc để chúng ta có thể tìm được một cái lối đi nào đó hay ho cho mình. Tại vì thời gian mỗi người thật sự rất là ngắn ngủi, và chúng ta đừng có lãng phí cái thời gian đó vô cái việc mà buồn vui rồi nghĩ ngợi quẩn vơ này kia, mà chúng ta hãy hành động đi. Chúng ta dùng thời gian đó cho những việc có ích, xứng đáng. Tại vì thời gian của mỗi người đều rất là quý giá, và đừng dành cái thời gian quý đó cho những người, những sự việc mà không đáng nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi. Và tạm biệt mọi người.